Rồi, hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di động Hồi Phúc nha anh em. Tiếp tục clip giới thiệu bán máy cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì xin anh em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh vui lòng đọc 100k Viettel. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha anh em. Lúc đó thì mình cứ trừ ra đàng hoàng hết. Và máy thì mình kiểm tra kỹ trước khi giao tiền cho shipper ha. Có lỗi phải gì anh em cứ báo cho mình nha. Tất cả máy bán ra thì mình bao test anh em 1 tuần và bảo hành anh em 1 tháng nha. Anh em nào mà chịu khó tháng thì mình bao ship. Còn anh em nào mà cặp tiền thì vui lòng chịu phí ship cho mình nha. Từ 35 tới 40k tùy theo khu vực gần xa cái khu vực của mình ở á. Đó, nên là anh em cứ cầm thêm phí ship cho mình. Ok nha anh em. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con em A600 bản hàng anh em. Màu gold nha. Màu gold. Samsung A600 bản hàng mà quên máy đẹp tầm 97-98 nha. Đây. Đó, sườn lưng rất là ok nha. Chuẩn bị 98 thoải mái luôn, kính thì đã dán người lực cho anh em rồi. Chức năng ok nha. A600 màn hình 56, RAM 332, pin con này là 3300. Pin 3000 chứ, A6 nha, pin 3000. Con này để anh em giá 1750 kèm sạc dán lực cho anh em là đủ rồi nha. Một em Oppo A92 nha anh em, máy đẹp keng luôn mà sao có dán keo luôn rồi. Con này đánh giá thì tầm 98-99 nha. A92 RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6.5 và pin 5000. Màn hình thì bao anh em không có xước nha, có cái nâng tư giá rồi. Vậy lột ra là xài bao đẹp luôn. Wi-Fi ok nha. A92 Wacom 6.5 8128. Nói chung là chức năng full. Con này đến em giá 4.3 nha. 4.3 kèm sạc đầy đủ. Một con Samsung A31 màu trắng nha. Máy đẹp 98-99 luôn nè. Màn hình 6.5 nha. RAM 6 của 128, pin 4000. Đó, kính lưng sườn rất là ok. Màn kính thì gần như không có vết xước luôn, đã dán lực cho anh em rồi. Người chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi nha anh em. A31 nha. Con này để anh em giá 3.9 nha anh em. 3.9 ha, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Samsung A71, một siêu phẩm của Samsung nha. A71 kính camera sau và cả nước máy đường vậy này, không ảnh hưởng tới camera nha. Lưng ring nha, lưng ring đẹp ha. Có xuất sắc nha, có xuất sắc. Kính là keng nha, kiểu có màn hình là keng sạc đen, đã dán cái lực cho anh em rồi. Đó, sườn này có xuất sắc thêm 5 tháng nha. A71 RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6.7, pin con này thì 4.500 nha anh em. Pin 4.500 nha. Máy thì màn cực đẹp luôn, màn bao đẹp, màn ring nguyên bao đẹp cho anh em, không hề có vết gì hết ha. Chức năng thì full nha. A71 RAM 8 bộ nhớ 128GB, pin 4.500, màn hình thì 6.7 cực lớn nha. Con này ra đi cho anh em giá 5.4 nha. 5.4 kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung G7 Ring màu gold mấy ring, vỏ sao đánh giá tầm 95, có xước sắc thêm 5 tháng sử dụng nha. Màn hình 5.5, RAM 332, pin 3.300. Đó, có nhiều anh em nói đọc kỹ cấu hình thì mình xin đọc kỹ luôn nha. Con này thì viền ron, có xước sát nha. Đường cái kính, cái màn hình đẹp nha. Kính thì đẹp ha, còn viền ron sườn thì có xước sát. Máy ring chưa thay thế nha nè. RAM 332, màn hình 5.5, pin con này là 3.300. Mọi chức năng ổn định nha. G7 Ring màu gold. Con này để em giá 1.6 nha. 1.6 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một con Samsung Oppo A9 anh em, Oppo A9 nha. Oppo A9 máy sau lưng này xước sát nhẹ do xài hợp lưng nha, không có dán nên là nó có xước sát nha. Máy riêng nguyên Oppo A9 nha. Đó, màn này màn keng luôn, không có bớt xước nha, đại dán lực rồi cho nó chống xước lên anh em luôn. A9
RAM 6GB, bộ nhớ 128. RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em. Màn hình 6.5 inch và pin con này thì 5000 nha. Pin 5000. Cấu hình thì cực hòa sướng luôn, wifi cực mạnh ha. Đó. Cấu hình ok luôn. Chức năng thì quá VIP luôn, đâu ra các kiểu ok luôn. A9. RAM 6 bộ nhớ 128GB, con này để em giá 3 triệu tư nha. 3 triệu tư nha anh em, kèm sạc dán kính nha. 34. Tiếp theo là con Oppo A57. Máy nội địa nha anh em, màn hình là F3 Lite anh em, màn hình 5 inch 2 nha. RAM 332, pin con này là 2009 nha. Máy đẹp trang sà beng luôn nha, 98.9 riêng nội địa. Mình chỉ nhập về số lượng con này cũng được vài, nó hết hàng. Nên là còn có vài cây bán chống cháy cho anh em. Vài bộ nữa để về tiếp thì mình lại stream giới thiệu tiếp cho anh em nha. Con này chức năng là ok luôn, RAM 332. Đó, RAM 32, màn hình là 5 inch 2. Ok nha. Máy cực đẹp luôn, F3 Lite xài rất là chuẩn nha, bỏ sim là xài được 2 sim. Con này ra đi cho anh em giá 1450. 1450 kèm sạc dán kính nha. Vivo i55s anh em. Màn hình cũng 5 inch 2 luôn, RAM 216, pin 2730. Đó, con này thì nắp sau thay mới nha. Kính can nha, kính không có xước nha anh em. Đó, màn hình đẹp nha. Chức năng full. i55s thì con này chỉ có RAM 216 thôi nha, thì giá nó lại bèo nhèo hơn anh em. Giá rẻ rẻ cho anh em xài nha. Chức năng ok luôn. Vivo i55s. Camera do nó trầy chỗ này nên chụp hình nó không được keng nha. Đó. Vệ sinh là tí là được. Còn để anh em giá của nó là 1050, 1.050.000 kèm sạc dán kính nha. Huawei Nova 3i màu đen, máy riêng đẹp. Kính sau đánh giá tầm 98. Con này RAM 4 bộ nhớ 128 nha anh em, màn hình 6.3, pin con này là 3340. Đó, màn thì cực đẹp luôn, đẹp chiến chiến luôn. Nova 3i. Test sơ chức năng cho anh em nha. Wi-Fi đâu rồi? Này, ok. Hệ thống này, giới thiệu điện thoại này. Nova 3i. RAM 4 bộ nhớ 128GB. Chức năng học đạo hoàn hảo nha. Ok, con này để em giá 2 triệu, kèm sạc dán kính. 2 triệu tròn. Một em Samsung J77 bản hàng. Máy đẹp tầm 98.9 nha. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin con này là 3003. Máy keng 98.9%. Nói chung là cực đẹp. Con này khỏi phải chê. RAM 332GB Galaxy Y3, tức là con J77 á. Màn cực đẹp nha. Yên tâm về máy này nha anh em. J77 một sim. Con này để em giá 1830. 1830 kèm sạc dán kính. Một con Samsung A20. Samsung A20 nha anh em. RAM 332, màn hình 6.4, pin 4000, máy thay vỏ sau. Kính đại giác lực đẹp. Máy keng luôn. Nói chung nhìn là keng xà beng rồi. Nhìn là thấy keng xà beng rồi anh em. Wi-Fi ok chuẩn. A20, con này để anh em giá 2 triệu tư kèm sạc dán kính nha. 2 triệu tư. Tiếp theo là con J7 Prime. Thay vỏ mới cho anh em, màu xanh đen. RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3003. Thay rồi đẹp keng xà beng luôn anh em. Nói chung là quá keng con này nha. Kính đại giác cực lực cho anh em. Không một vết xước. Đại giác cực lực rồi, quá ok luôn, ổn định luôn. Mình test cái nút trở về sao nó có việc cứng cứng. Mình test lại coi, nếu mà không được thì loại nha anh em. Ồ, con này nút trở về hơi cứng rồi. Phải không? À, con này bỏ ra đi anh em, tính sau nha. Bê rim con này bỏ ra. Không bán được. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A8. Samsung A8 nha anh em, vỏ sau xuất sắc nha. A8, con này để mình coi thứ 1 sim 2 sim. Kính này, kính bị rìa gấp một xíu này. Kính rìa gấp xíu, còn chức năng để test sơ coi. Thì nó có mượt không? A8.
hai sim nha anh em, con này hai sim ha, VN. Kính nói chung là xuất sắc, nhẹ thôi, một đường rìa kính thôi, lưng xấu không được đẹp. Samsung A8. RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.6, pin 3000. Con này đến đây giá 1850. Giá cực mềm luôn, 185. Kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Samsung A20 màu đỏ. A20 lưng sau nhâm nhâm do xài ốp lưng lâu ngày. RAM 332, màn hình 6.4, pin 3000. À pin 4000, sorry anh em. Đó, màn hình thì đã dán cực lực cho anh em rồi nha. Mấy con này thì riêng nguyên, chưa có thay nắp sau. Đó. Máy ok luôn. A20 nha anh em, RAM 332, chức năng full. Con này cũng 2,5 triệu. Nhưng thôi để 2,4 triệu luôn, anh em cần thì hú ra. 2,4 triệu. Bán luôn cho anh em con này luôn. Tiếp theo là con Samsung A50, màn hình 6.4, RAM 464, pin 4000. Con A50 này là lưng sau đẹp keng nha. Lưng sau này như thay mới phải không ta? Thấy đẹp keng mà biết có thay chưa? Hình như thay rồi, như thay lưng mới cho anh em rồi. Màn thì xuất sắc cực nhẹ, không đáng kể. Màn không đáng kể. Wi-Fi mạnh nha. Wi-Fi thì ok luôn. A50 RAM 464, máy đẹp keng sà beng. Con này để anh em giá 2,9 triệu. 2,9 triệu nha nè, kèm sạc dán kính. Tiếp theo là một con Samsung A6 Lut màu đen. Vỏ sau đánh giá đẹp tầm 97-98. Kính trước đánh giá lực đẹp keng sà beng. Con này RAM 432, màn hình 6 inch. Pin con này là 3500 nha anh em. A6 Lut xài cũng rất là ổn định. Anh em nào xài rồi thì cũng biết con này xài rất là chuẩn nha, không đến nỗi bèo. Đây, thông tin điện thoại đưa cho anh em coi luôn. A6 Lut. Con này đến em giá 2,5 triệu nha, kèm sạc dán kính nha. 2,5 triệu. Tiếp theo là mình còn một con A10S mà full box anh em. A10S này hàng full box thanh lý nha. Nó lâu quá rồi bán mới không được nữa. Mình thanh lý bán cũ cho anh em luôn, tính giá cũ luôn. Cục sạc, cái cáp vẫn còn nguyên. Đó, máy thì đẹp keng như mới. Nhưng mà nó nghiệt ngay là ngay là có dấu sượt. Một dấu sượt tròi sườn này anh em đó, có sao nói vậy nha. Còn máy thì chưa sử dụng nha. Máy mới keng luôn nha. A10S. À, anh em mua máy này thì nó như máy mới thôi. Bỏ lưng vô là đẹp như mới thôi. Chỉ có một vết sượt cứng là cắn ở đây. Con này để anh em A10S nha anh em. 2,3 triệu. Nó dạng máy mới nên em giá nó cũng cứng nhắc nha, riêng nguyên. Anh em cô chú lớn tuổi nào thích thì bật nha, 2,3 triệu. Máy mới luôn. Đó. Một con duy nhất. Nó bữa trước nó 3 triệu mấy đó anh em, mình phải thanh lý giá 2,3 triệu. Ok. À, clip này xin tạm dừng ở đây. Xin thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình. Chào anh em.